Với anh em muốn là nó xe Việt đến hàng là giới thiệu với anh em mấy cái tác phẩm xem trái nhưng mà hôm nay là chia sẻ về cái kỹ thuật nuôi cây xem trái như thế nào để nó ra nhiều quả một số anh em đạt được cái điều đó rồi nhưng mà anh em không biết cách chăm suy cây thì hôm nay chia sẻ em một vài cái kinh nghiệm nuôi trồng à, đặc biệt là nuôi sao để cho nó có quả và khi mà anh em có nó quả được rồi anh em giữ cái quả của nó à, sao mà cho nó phát triển cái cây khi mà quả của nó hết cái uh, mùa mà quả rồi thì cái cây nó không bị suy có nghĩa là mình phải biết cách và tại sao một cái cây sung mãn tốt mà to bự như thế này nè lớn như thế này không ra hoa ra quả mà nó chỉ ra một vài quả lưa thưa thôi còn cái cây này thì anh em thấy không ra kín full quả luôn thôi nè anh em thấy không bây giờ là nó ra quả này nó đậu cái trái đậu to đó anh em nó ra giết cục với thon này luôn anh em ha thì kẻ hai là nó cùng chung một giống nhau quý em cùng chung giống xem lá lớn xem cát anh em chung một giống hết bởi vì cái này là mình nhân giống ra hồi cách đây khoảng bốn năm năm rồi mình đi lấy thì hầu như là mình lựa một giống này thôi thích giống lá lớn này thôi thì anh em biết không giờ thích cho anh em cái cây, cây sung mãng này mà anh em thấy là nó chỉ có ra một vài vẻ thôi về hầu như là không có mà nếu có có mình cũng lặt bỏ hết thì chia sẻ với quý anh em như thế này khi mà một cái cây sam trái mình nuôi mà nó bự như thế này nè anh em phải nuôi xương nuôi cho nó dày đến khi mà săn hô rồi thì bắt đầu tự nhiên nó dè rồi bắt đầu nó kéo quả full luôn còn những cái trường hợp này anh em thấy có chùm trái còn những cái trường hợp mà mà kiểu như là nó ra full như này nè thì cái này là do mình mới chuyển chậu sang chậu thì nó tức cái cây nó ra với anh em nhưng mà nếu nó ra như thế này đối với những cây thành phẩm á nhầm không thì mình cũng phải lặt bỏ đi nè quý anh em không có để nha quý anh em lặt hết mấy trái bỏ đi để trái là nó suy cây hết nha quý anh em trái như đây là nó suy cây hết bởi vì một số anh em nuôi xem trái á, là người ta không biết người ta ham tay chơi trái nhiều quá thời gian cây nó suy hết trong quý anh em đây nè không ha. trong thân trong đồ nó ra tùm lum hết đây, thì lặt bỏ hết nha quý anh em chút nữa mình sẽ lặt bỏ không có để cái trái này hết đâu quý anh em Đúng, rất là nhiều quả nha mình đặt hết đi quý anh em lật hết để cho nó dưỡng cái cây thì ở trên cái cây xem chủ này cũng vậy nha quý anh em đó chia sẻ với anh em là trên đây xem chủ cũng vậy anh em lật hết đi khi mà anh em chăm nó đến một cái điều kiện là xương dâm nó ghe Kiểu dàng như là nó 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 bự nó to rồi thì bắt đầu là lúc đó anh em để cho nó cá trái còn bây giờ là mình chỉ chiêm ngưỡng mình chơi một vài chùm trái thôi là được rồi mình biết nó là giống xem trái là được rồi bây giờ mình phải nuôi và tạo tác những cái tay tán của nó thành san hô thì cái vé trình đó là nó mất tới trên cây chục năm á, hoặc là trên 15 năm cái cây 20 năm không? thì uh, anh em mới uh, có được những cái uh, cây như ý muốn mình lúc đó thì anh em mình sẽ chim mượn thành quả chứ còn ví dụ như anh em mình muốn mà chơi những cây nhỏ nhỏ mà muốn nó có, có trái cái trái có quả thì nó cũng được thôi chỉ cần là anh em bấm giật vài lần ha hoặc là anh em ngắt nước hoặc là anh em muốn các loại phân kích rồi hồi ra quả thì nó kéo và hồi quả rất là nhiều nhưng mà chơi chơi nhiều đó thì nó nó suy cây lắm với anh em nên nói chung là xem trái hay là hãy hãy Châu mà khi mà anh em mà để nuôi những cái tác phẩm lớn như thế này người ta đều lặt hết lặt lặt hoa lặt quả hết như hai Châu cũng nhiều với anh em hai Châu mà thành phẩm bự cái này mình nuôi là mình cũng lặt hết với anh em để cho nó ho, tích tụ nó hồi dưỡng và nó nuôi những cái cành nhánh những cái chi độ dưới đây nè nó màu lớn <laughs> những cành này mình nuôi còn 3 năm rồi mà không lớn nha quý anh em bởi vì khi mà nó để vô chậu trong cái môi trường nó thích nhất đất cát xe dừa thì môi trường đấy là ở trong chậu đã miết à nên là nó nó rất là lâu lớn nó không phải như ở kiểu ở quầy đất rồi thì nó mau lớn như quý anh em đấy nên là nuôi dưỡng mà thuần một cái cây nó dè từ trên cái chậu bự lớn như thế này á à. cây này là tính chiều cao từ đây lên này là 50 mươi bay của nó là một mét tư anh em ha cây này mà khi mình nới khiêng thì bốn người khiêng nha quý anh em thằng lớn đó, nằm trong chậu Uh, 70 uh, quý anh em 70 keo uh, 45 á uh. uh, thì cây cây này nó cực kỳ to luôn chứ không phải nhỏ góc của nó này ôm không hết nha quý anh em một cổ tay anh em mình á uh. bự lắm á uh. em quay trong video thì ấy không bằng cổ tay anh em Đó, không uh, ta rồi thì uh, <laughs> anh em mình chơi thì phải nên chọn những cây dòng mà khai thác mình chơi nó dè yeah, cây đẹp đồ quẹ của nó sai nữa. nó không bị các cái bệnh bày anh em ha đặc biệt là cái bệnh u năng u biếu năng là quý anh em ha và những cái bệnh như là bệnh quấn lá xoăn lá hoặc là bệnh kiểu dạng như là nó ra những cái đọt lá nhưng mà nó không được xanh mướt nó cứ yếu 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 thời gian nó tụt nó chết dần thì anh em nhu cầu giao lưu mua bán tư vấn các loại bonsai hải châu xem trái Zalo cho mình qua số điện thoại Zalo 0932411987 nha quý anh em. Cảm ơn quý anh em rất nhiều nha. Mấy cái cây này mình là mình nâng đế theo tự nhiên hết nha. Chứ không phải sắp đế hay là cắt đế hay là nuôi 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 gì đâu nha, mình để nói sao mình để vậy nha quý anh em. rồi à, cảm ơn quý anh em rất nhiều nha. Đó một số kinh nghiệm về chọn cây nuôi cây xem trái nha. Cảm ơn quý anh em. Và mình nói thêm chút nữa thì trong cái quá trình anh em chọn cái cây xem trái này nè. Anh em lưu ý giúp mình thì nó có 3 loại lá rí lá à, về dòng mà lá trung và dòng lá lớn thì đa số là ngày trước người ta chơi lá lớn nhưng mà bây giờ là người ta đi tìm cái lá lớn dòng lá lớn này trái nó cực kỳ to với nha nó. nó rất là lớn ở phú yên thì người ta gọi nó là dòng xem cát với nha ha còn, còn một cái dòng xem lá bé lá bé với lại lá trung thì nó thuộc vào dòng xem núi nên nó ở trên trên những đồi núi đó còn thằng này thì nó ở đồng cát không nha quý nè đồng cát của miền trung nó sống ở đây này không mà nó bò như kiểu dây vậy đấy thì nên nó là nó khó có những gốc lớn nó, ngày trước người ta ít khi thề, thích lấy nó lắm bởi vì nó bò đi như dây vậy đó quý anh em ha rồi cảm ơn quý anh em rất nhiều nha anh em, em vô đi, lưu mua bán tư vấn liên hệ với bonsai vn số điện thoại zalo 093 24 cảm ơn quý anh em rất nhiều nha